Xin chào mọi người nhé. Và ngày hôm nay thì Vân Anh có cái mặt nạ của Nhật Bản này. Đây là mặt nạ Vân Anh sẽ dành tặng cho tất cả các bạn đang trong cái quá trình mà điều trị ở tại spa của Vân Anh. Nếu như mà các chị đi qua để chúng ta làm cái chương trình ở điều trị mụn này, điều trị nám này, và điều trị bất cứ cái gì thì chúng ta, hoặc là chăm sóc da nha mọi người, là chúng ta sẽ có được tặng những mặt nạ này để về nhà dùng. Đó, thì mặt nạ này hoàn toàn các chị em có thể check mã code được nè. Size rất là ok luôn. Và anh sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để mà chúng ta về nhà chúng ta có thể dùng để đắp được bất cứ một loại mặt nạ nào của tất cả các chị em ha. Rồi, đầu tiên thì chúng ta đã làm sạch da, Vân Anh đã làm sạch da các bước đấy rồi. Bước làm sạch da bao gồm là sẽ rửa mặt nè, tẩy tế bào chết nè, và chúng ta sẽ làm khô cái da của chúng ta. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ tới cái bước để chúng ta đắp mặt nạ. Mọi người ơi, trong tất cả những cái gói mặt nạ này đều có rất là nhiều những cái nước dưỡng ở trong gói mặt nạ này, nên là chúng ta sẽ đầu tiên là chúng ta bóp ra tay những cái nước dưỡng này nha mọi người. Bóp ra tay và chúng ta sẽ dùng cái tay của chúng ta để chúng ta massage lên mọi người ạ. Rất nhiều cái nước dưỡng này, và chúng ta thoa hết cả lên trên mặt của mình nha mọi người, thoa hết lên trên da mặt của chúng ta. Chúng ta massage đều hết trên da mặt của mình mọi người ạ. Đó, mình massage cho khô hết tất cả các nước dưỡng trên da mặt của chúng ta, cả vùng cổ nữa. Lưu ý là chúng ta massage là chúng ta sẽ đẩy cái da của chúng ta lên trên để cho da của chúng ta sẽ không bị trùng hay là chảy xệ hay trùng nhão nha mọi người. Đó, tiếp tục đây, dưỡng đây nữa này. Rồi, chúng ta massage thật kỹ lên. Nếu như mà mọi người có cái băng tóc ở đây thì nó sẽ ok hơn. Chẳng qua anh hay đắp mặt nạ ở trên phòng ấy, nên là anh để cái băng tóc ở trên phòng. Rồi, chúng ta đã massage thật kỹ cái này, chị em có thể vùng xoay kỹ này, vùng xung quanh mắt, rồi vùng má, vùng miệng của mình. Sau khi mà chúng ta massage hết tất cả những cái lượt dưỡng ở trong cái gói mặt nạ của chúng ta rồi thì chúng ta sẽ bóc cái gói mặt nạ này của mình ra. Mọi người nhìn thấy không ạ? Bóc cái gói mặt nạ này của mình ra và chúng ta sẽ dùng, ôi vẫn còn nhiều lắm mọi người ơi, nó chảy nước này. Rồi, chúng ta vuốt ra nhá, nó chảy hết ra đầu luôn. Đây mọi người này, đó, mọi người nhìn thấy cái lớp dưỡng này không ạ? Đấy, đây là cái lớp mà nó làm cho da của chúng ta căng bóng lên này. Đó mọi người, dưỡng đã. Không phải là chúng ta bóc mặt nạ ra là chúng ta mang cái mặt nạ đấy chúng ta đắp một cái lên trên mặt của mình luôn nhé mọi người nhé. Tại vì là khi mà chúng ta đắp như thế thì chúng ta chưa đủ để da của chúng ta hấp thu toàn bộ dưỡng chất ở trong mặt nạ. Nên là các chị em lưu ý là chúng ta đừng làm như vậy, hơi lãng phí. Đôi lúc có một số chị nói Vân Anh là nó cứ khô thì chị lại bôi lại cái lớp này lên. Thì theo Vân Anh thì chúng ta nên làm như thế là nó hơi bị sai cách một tí và hơi bị ngược. Đó là chúng ta sẽ massage như thế này cho thẩm thấu hết trên da mặt của chúng ta, rồi sau đấy chúng ta mới đắp cái mặt nạ này của mình lên mọi người nhé. Và chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ dưỡng cả cái vùng cổ này nha các chị em ơi, nhớ dưỡng cả vùng cổ. Phụ nữ thì sẽ nhìn độ tuổi vào gì ạ? Vào tay, vào cổ đúng không? Nên là chúng ta không ai muốn là chúng ta sẽ bị gọi là già đi vì cái vùng cổ của chúng ta. Rồi, mặt nạ của chúng ta sẽ có hai lớp này. Đó, và chúng ta sẽ dùng cái lớp mềm này nha mọi người. Chúng ta sẽ dùng cái lớp mềm này để chúng ta đắp dưỡng lên. Đây là Vân Anh hướng dẫn các chị em ấy cái phương pháp mà chúng ta có thể đắp bất cứ một loại mặt nạ nào, chứ không cứ gì loại này nha mọi người. Loại nào cũng thế thôi ạ, loại nào cũng vậy. Mọi người nhìn thấy không ạ? Cái này cũng rất là vừa mặt luôn. Đó. Rồi, thì sau khi mà chúng ta đã in kỹ vào cái vùng mặt của chúng ta thì bắt đầu là chúng ta căn cho mặt nạ của chúng ta đều ra khắp mặt. Nếu như mà các chị em hỏi Vân Anh là một tuần thì Vân Anh ơi, chúng ta một tuần đắp bao nhiêu lần ấy, thì mọi người ạ, nếu mà Vân Anh chia sẻ bí quyết của các chị em là Vân Anh rất là siêng đắp. Đa số thì một tuần Vân Anh sẽ đắp khoảng tầm từ 2 cho tới 3 lần. Và cái lúc mà mình đắp mặt nạ này ấy, thì nó có một cái lợi thế, đó là chúng ta sẽ không mất thời gian. Bởi vì hiện tại bây giờ là Vân Anh đang ngồi dạy các bạn nhỏ học này, ngồi dạy con học, và mình hoàn toàn là mình có thể đắp mặt nạ được. Đó, và chúng ta có thể làm việc nhà này, rồi nấu bếp, rồi làm bất cứ một cái gì. Mọi người nhìn thấy không ạ? Mặt nạ rất là ôm sát lên trên da mặt của mình và miệng căng luôn đó. Thì chị em của chúng ta nên dành cái thời gian ấy để chúng ta dưỡng cái da của chúng ta. Đó, mọi người nhìn thấy không ạ? Có lớp dưỡng này, chúng ta thoa xuống tay này, thoa xuống dưới cổ này của mình này.
Đó. Và chúng ta có thể đắp cái mặt nạ này, nhiều khi Văn Anh buổi tối Văn Anh đắp anh ngủ quên ấy cũng chẳng sao cả, đến sáng mình lột ra cũng không sao hết. Thế còn nếu như bình thường này các chị đắp thì cứ khô khô để các chị lột ra nha. Tùy từng da, có những da hấp thu khoảng tầm 20 30 phút 40 phút tùy từng da, không ảnh hưởng gì hết. Ok, và đây là cái phương pháp để giúp cho các chị em của chúng ta là vừa làm việc nhà, vừa nấu ăn, vừa dạy con học, vừa quét nhà, lau nhà, vừa có thể ngồi làm việc trước máy tính mà chúng ta vẫn có được một làn da đẹp. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của Vân Anh và hẹn gặp mọi người video sau. Bye bye.